Hàn Quốc. Pha bóng nguy hiểm. Lại là một tình huống mà Thiều Trinh bắt bóng không tốt. Pha bắt bóng, bóng lại bật ra. Ba không cho đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng xem lại pha dứt điểm từ xa. Đáng nhẽ ra trong những pha bóng như này, Kiều Trinh phải xử lý tốt hơn. Bóng đi không quá khó,